vận động viên trẻ và lớn tuổi nhất Olympic Paris 2024. Vận động viên trượt ván Hen Hao của Trung Quốc trẻ nhất khi chưa tròn 12 tuổi, trong khi vận động viên đua ngựa Canada Jill Irving lớn tuổi nhất, 61 tuổi, tại Olympic Paris 2024. Hen Hao, vận động viên ít tuổi nhất Thế vận hội mùa hè Paris 2024, mới 11 tuổi 11 tháng. Cô bé sẽ đón sinh nhật 12 tuổi đúng hôm bế mạc Olympic Paris ngày 11 tháng 8. Kỷ lục vận động viên nhỏ tuổi nhất dự Olympic là Dimitri Solaurat, vận động viên thể dục dụng cụ người Hy Lạp tham dự kỳ Thế vận hội mùa hè hiện đại đầu tiên năm 1896. Khi đó Dimitri Solaurat mới 10 tuổi 218 ngày. Vận động viên trượt ván người Trung Quốc vừa tốt nghiệp tiểu học ở thành phố Huệ Châu, Quảng Đông đầu tháng 7. Hen giành vé dự Olympic sau các cuộc thi vòng loại ở Budapest và Thượng Hải. Cô bé bắt đầu tập trượt ván năm 7 tuổi để cho vui. Có người nói với cháu rằng trượt ván vui lắm và cháu đã mua một tấm ván trượt. Đúng là nó vui thật, Hen nói. Cháu từng xem một chị lớn tuổi hơn tranh tài ở vòng loại Olympic Tokyo. Chị ấy trông thật ngầu và cháu đã bị trượt ván cuốn hút ngay lập tức, cô bé cho biết thêm. Paris 2024 là kỳ Thế vận hội mùa hè thứ hai trượt ván được đưa vào thi đấu. Trượt ván cũng là môn thể thao có nhiều vận động viên trẻ tuổi nhất, phần lớn ở lứa tuổi teen. Trong khi đó, vận động viên lớn tuổi nhất, Jill Irving, gấp 5 lần số tuổi của Hen Hao. Paris 2024 cũng là Olympic đầu tiên của vận động viên cưỡi ngựa người Canada. Tập cưỡi ngựa từ khi mới là một cô bé, Jill Irving hiện thực hóa giấc mơ tranh tài ở Olympic sau 5 thập niên. Bà từng giúp đội Canada giành huy chương vàng cưỡi ngựa biểu diễn tại Pan American Games năm 2019. Jill Irving đáng lẽ góp mặt ở Olympic Tokyo 2020 nhưng vì Covid-19 bùng nổ khiến đại hội bị lùi lại một năm và ngựa của bà quá già để thi đấu. Một vận động viên cưỡi ngựa khác là Mary Hanna của Australia đã 69 tuổi, lớn hơn Jill Irving, nhưng chỉ nằm trong danh sách dự bị. Mary Hanna chỉ được thi đấu ở Paris nếu một thành viên khác của đội cưỡi ngựa Australia bị thương hoặc ốm. Kỷ lục vận động viên lớn tuổi nhất từng dự Olympic là xạ thủ Oscar Swan của Thụy Điển khi tranh tài ở Thế vận hội Antwerp 1920 lúc 72 tuổi. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.